bể cá tự nuôi sau nhà. Trong đây có rất là nhiều cá nè bạn, cá bảy màu à. Và phun gôn nè, Dumbo nè, không có koi, cá koi rất là khó nuôi. Có cá gọi là gì, hồng kiếm này, Dumbo này, Dumbo lai chứ không phải hoàn chỉnh, không phải hoàn chỉnh của nó nhưng mà cũng được rồi. Ở đây là một bể mà toàn cá bầu à, cá bầu phải là một con cá koi để làm giống, cá koi đỏ làm giống, còn lại là cá bầu. Nuôi rêu chứ không nuôi, nuôi cái rồng mà nó đẹp hơn và nó gọn gàng hơn. Nhà rồng này, bên đây thì bị nắng chiếu vào cho nên là cái nước nó màu xanh đó. Cách khắc phục là chỉ cần là che lại, che cái mặt đây lại vài bữa là nó trong rồi. Trong này thì rất là nhiều cá con rồi, mà làm cái lồng đĩa này, lồng đĩa tự chế này, mười mấy ngàn thôi nhưng mà giữ lại cái con rất là nhiều. Còn đây là cái con của cái đỏ này, cái coi kiếm, cái coi mắt đỏ ba tạng, con nó ở trong đây có mấy chục con. Cái lồng tự chế đây nếu mà chỉ có một cái rổ thì nó sẽ nhảy ra ngoài, tại vì cái này là dòng cá đỏ mà. Con cá này thấy không? Rồi mấy con cá kia nữa thì nó đẻ rất là nhiều rồi, không sợ bị ăn. Đợt trước là nó ăn hết rồi, nó đẻ ra bao nhiêu nó ăn hết bấy nhiêu, mặc dù là có rong bìu nha. Nè, trong đây thì cá rất là nhiều. Cứ buổi chiều về nó mới được ăn bạn, chứ còn sáng mình chưa kịp cho. Cái nó phát triển rất là mạnh nha, nhưng mà phải quan sát kỹ, tại vì con chuồn chuồn nó sẽ đẻ trứng vào đây. Một khi mà nó đẻ trứng vào đây rồi thì cái con ấu trùng chuồn chuồn á nó trốn kỹ lắm. Nhưng mà cá thì nó giết mỗi ngày, nó giết một con mỗi ngày. Cá thì nó không ăn nhưng mà nó cắn cho cá đứt đuôi, bị tứ đuôi rồi nó chết dần chết mòn đó. Còn trong này cũng có mà quên à. Trong này cái con trưởng thành, cái con tạp. Trên này là bèo này, bèo Nhật. Để trên này có bèo rồi, bèo Nhật mà nó với cái bèo bèo kém này, hai cái bèo nó lai với nhau, nó sẽ cho ra cái bèo này. Cái bèo này nó giống như cái bèo kém vậy, rất là khó chịu nha, cho nên cẩn thận khi nuôi, mất công dọn mỏ lắm. Cá thì không thấy đâu mà toàn bèo là bèo. Muốn cái con tăng size thì các bạn mua dế về bóc nát rồi cái con rồi nha, chứ còn mua dế mà cho cái to ăn thì nó tốn lắm. Cái to nó ăn nhiều lắm, mà cái to nó đã được đạt kích thước trưởng thành rồi thì thôi không cần cho nó nữa. Đây rất là nhiều cái con. Đợt trước nó cũng bị màu xanh dưới đây, màu xanh dưới đây nè. Nhưng mà các bạn mình lấy cái này nè, mình che hết đi, đợi 3 ngày là kết quả như đây nè. Nhìn thấy đáy luôn. Còn dọn bể thì mua cái con màu vàng này nè.
Các bạn thấy cái bể này nó sạch không? Không có rêu bám á. Cái con màu vàng á, tìm không có thấy. Nó trốn kỹ lắm. Con cá 15.000 con rồi nè. Con này thấy không? Cái con màu vàng này nó dọn cực kỳ sạch sẽ luôn. Con này là mình thấy hiệu quả nhất với một con cá bóng mà. Cá bóng nó bây giờ 30.000 con rồi, không phải 15.000 nữa. Cho nên là mình mua thèm mua hai con này bằng một con cá bóng, ok hơn. Con này nó dọn cực kỳ sạch luôn. Còn cái ốc mà cái rêu rêu xanh cứng đầu á, thì mua ốc Nerita, mua cỡ 100 con mới đủ. Ok, kết thúc nha.